Cũng trong sáng nay tại thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức lễ truy niệm Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đức pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chuyên tịch ngày 21 tháng 10 năm 2021. Dư buổi lễ có ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Dương Sa Kha, Ủy viên Ban Thường vụ trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các ban ngành tỉnh, ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh. Điếu văn của ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh sóc trăng tưởng niệm đại lão hòa thượng thích phổ tuệ nhấn mạnh cuộc đời đạo hạnh của đại lão hòa thượng pháp chủ thích phổ tuệ là tấm gương về đức hạnh, cuộc đời thanh bạch, luôn sáng ngời ý chí tu hành là nhân cách ưu việt của một bậc cao tăng thạc đức trọn đời vì đạo pháp và dân tộc do cao niên, Đại lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ đã viên tịch vào lúc 3 giờ 22 phút ngày 21 tháng 10 năm 2021, nhằm ngày 16 tháng 9 năm Tân Sửu, trụ thế 105 năm, Hạ Lạp 85 năm. Các vị lãnh đạo tỉnh đã dân hương dành một phút tưởng niệm Đại lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ. Cũng trong sáng nay, các vị lãnh đạo tỉnh cùng đoàn đã dự lễ huy kỵ lần thứ hai cố hòa thượng Thích Thiện Sanh, nguyên ủy viên thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tiền nhiệm chủ trì chùa Khánh Sơn do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức. Các vị lãnh đạo tỉnh cùng chư tôn đức Phật tử đã dành phút tưởng niệm đến giác linh cố hòa thượng, thắp hương tưởng niệm ghi nhớ công đức của cố hòa thượng đối với sự phát triển của Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, những công đức cống hiến to lớn cho giáo hội và xã hội.